Suốt cuộc đời này, Thuần Hy chỉ muốn ở bên cạnh bệ hạ, mãi không hối hận. Ta hứa với nàng sẽ cùng nàng về cận bên nhau, cùng sống trọn đời. Vì quản nhi của chúng ta, vì người vô tội chết oan, vì bình yên của hậu cung, trừng trị độc phủ Dương Trân, gieo nhiều tội ác, tán tâm bệnh hoạn đó. Chỉ vì ngôi báo, chỉ vì quyền lực, bệ hạ chọn cách chối bỏ lương tâm, che đậy sự thật, bảo vệ hoàng hậu. Không lẽ ngôi báo đế vương quan trọng hơn so với tính mạng của hoàng nhi chúng ta, quan trọng hơn lương tâm của bệ hạ sao? Thần tham kiến bệ hạ. Xin thời Trịnh Chiêu Nghi luôn nghĩ tới bệ hạ. Xin bệ hạ đừng buồn, bảo trọng long thể. Tại ta phụ lòng cô ấy. Nếu như ta không dung túng ai đó, không tha thứ chuyện gì đó, Thuần Hy sẽ không chết. Bệ hạ không cần tự trách. Tâm cung trùng trùng, ẩn chứa âm mưu. Nghi ngờ sinh đố kỵ, đố kỵ sinh ác ý, ác ý sinh ác quả. Nhìn lại xung quanh mình, có thể thật lòng tin tưởng còn được có mấy ai. Từ nhỏ ta đã học hỏi được thâm cung thiện ác có phân này. Sống lâu trong cung dễ bị ác ý làm ô uế bản tính. Cho dù giữ được sự thơ nghe hiền lành, cũng không chống nổi sự thâm độc của người khác, không chống nổi tâm ma của mình. Đối với Trịnh Chiêu Nghi và mọi người mà nói, cách cứu mạng duy nhất đó là không vào cung môn, không bước đăng trì. Trong ngoài thâm cung đều do nhân tính, trong cung đầy ấp ác ý, ngoài cung làm sao là lạc thổ trần gian. Cách thức tận gốc đó là bình định thiên hạ, giáo hóa muôn dân, tạo phúc sinh linh, tứ hải thái bình. Lời nói chân thành, ý nghĩ khẳng khái của bệ hạ, tâm thứ bái phục. Cho nên khanh nhất định phải giúp ta diệt trừ nữ họa, bình định tứ phương, hoàn thành ước nguyện thiên hạ này. Ước nguyện của bệ hạ, thần nhất định dốc sức phò trợ. Còn thần cũng có hai tâm nguyện. Thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ, khi giang sơn ổn định, thiên hạ hưng thịnh, khi ước nguyện của bệ hạ được thực hiện, có thể hoàn thành tốt nguyện của thần. Hoàng hậu, Trịnh Chiêu Nghi hương hồn về cực lạc, bổn cung cũng cảm thấy đau xót, cho nên cất công tới đây dâng hương tưởng niệm. Hôm đó Chiêu Nghi mang rượu độc tới, định cùng hoàng hậu chịu chung số phận. Chẳng những hoàng hậu bỏ qua chuyện cũ, còn cất công tới đây bái tế, đúng là khoan dung độ lượng. Có thể tha thứ thì nên tha thứ. Bây giờ người đã không còn, cứ để tất cả cuốn trôi theo gió, tan thành mây khói. Nguyên Nguyệt cho rằng phúc do mỗi một người tích, ác do mỗi người tạo, sẽ không vì sự ra đi của người đó mà tan biến. Quả báo thiện ác như hình với bóng. Sống trên đời này mọi chuyện khó đoán, chỉ có thản nhiên đối mặt. Hy vọng Trịnh Chiêu Nghi xuống nơi cửu tuyền có thể yên nghỉ. Bổn cung có chuẩn bị một hộp đàn hương, chuẩn bị thắp cho Trịnh Chiêu Nghi. Không cần đâu. Hôm đó Trịnh Chiêu Nghi ở tàng thư các đã ngửi được mùi đàn hương nồng nặc mới hôn mê, xếp chút chôn thân trong biển lửa, tinh giác cổ cũng không muốn có thêm đàn hương trên tế đàn. Hộp bột đàn hương này do nước Thiên Trúc cống nạp, quý hiếm khác thường, bổn cung cất giữ bấy lâu, lần này cố tình mang tới bái tế Chiêu Nghi. Hoàng hậu có lòng. Chiêu Nghi suy nghĩ ngây thơ, những thứ cổ thích không bao giờ trọng quý giá, chỉ mong có lòng. Trịnh Chiêu Nghi thích nhất là nước kim quốc do tỷ tỷ của Nguyên Nguyệt để lại trong cung. Bởi vì kim quốc này do tỷ tỷ của Nguyên Nguyệt dùng tâm để ngâm, là bảo vật vô giá. Chiêu Nghi linh thiêng nơi chính suối, chắc chắn muốn uống thêm một lần nữa. Không hổ danh là rượu mật kim quốc do đích thân Uông Ti Thiện làm, quả nhiên hương thơm ngào ngạt, không gì sánh bằng. Đa tạ hoàng hậu đã khen. Loại rượu mật này dùng mật kinh hoa thượng hạng để ngâm, có thể giải độc giảm đau. Uông Mẫn đặc biệt mang tới, ngoài việc hy vọng có thể giúp hoàng hậu bảo dưỡng phụng thể, cũng có thể thỏa mãn khẩu phúc. Hữu gì của bổn cung khanh biết rõ vô cùng. Bổn cung còn nhớ
Năm xưa khi vẫn còn là Lâm Tri Dương Phi, Khanh từng dâng một chén nước Kim Quốc, mùi vị thơm nồng, lại không mất hương thơm của Kim Quốc, thật sự khó lòng quên được. Khanh còn đề cập chén nước Kim Quốc này, hình như xuất phát từ một nữ sử tên Ân Nhu ngâm. Và phải, Ân Nhu không chỉ có tài năng ngâm Kim Quốc đạt đến đỉnh cao, luôn cả làm bánh khoai môn cũng là nhất tuyệt trong Ti Thiện Phòng. Nhưng tiếc là cô không còn ở trong cung nữa. Cô rời cung hay là qua đời rồi? Là qua đời. Bổn cung nghe nói Linh Lung công chúa dò hỏi tin tức của Ân Nhu. Khanh có đề cập cho cô biết cái chết của Ân Nhu không? Đích thực Linh Lung công chúa có hỏi Uông Mẫn, nhưng Uông Mẫn tránh không trả lời. Ân Nhu là tỷ tỷ của Linh Lung công chúa, sao Khanh không bẩm báo thành thật? Tỷ tỷ không phải là đồng hương sao? Theo bổn cung được biết, họ đích thực là tỷ muội ruột. Uông Ti Thiện, Khanh cẩn thận về chuyện này như vậy, không lẽ Khanh biết đầu đuôi câu chuyện về cái chết của Ân Nhu? Trang Nhi tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu trúng độc mới khỏi, đúng ra phải ở điện An Nhân cố gắng tịnh dưỡng, không cần phải tới đây để thỉnh an ta. Trân Nhi tịnh dưỡng là chuyện nhỏ, bệ hạ buồn bực mới quan trọng. Trân Nhi tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Hoàng hậu biết ta có chuyện đang lo sao? Trong ngoài hoàng cung đều loạn, bệ hạ làm sao không có phiền nhiễu chứ? Hôm đó bệ hạ nhận được mật báo, điều tra được Hà Trung Lan chính là long duệ của Túc Minh hoàng hậu. Tôi thần dưới trướng đột nhiên biến thành hoàng đệ đích hệ, chắc chắn bệ hạ khổ sở vô cùng. Hoàng hậu đúng là tâm sáng mắt tinh, nhiều năm kề cận ắt cũng hay biết. Trân Nhi sẽ trước sau như một, kiên trì phò trợ bệ hạ, làm tốt thê tử hiền lương của người. Có câu nói này của nàng, ta đã cảm thấy an ủi rồi. Không phải Trân Nhi chỉ muốn an ủi bệ hạ, Trân Nhi còn muốn giúp bệ hạ giải ưu giải nạn. Tin chắc bệ hạ cũng biết, Hà Trung Lan quan tâm nhất là Linh Lung công chúa, và cái Linh Lung công chúa quan tâm nhất chính là sự thật cái chết của tỷ tỷ Ân Nhu. Ân Nhu? Cô từng là nữ sử của Ti Thiện Phòng. Hơn 2 năm trước, cô từng thay Di Hậu mang một chén canh độc cho Thái Bình công chúa, sau đó thì một đi không trở lại. Ý của nàng muốn nói, chúng ta có thể mượn sự thật về cái chết của Ân Nhu, lôi kéo Nguyên Nguyệt và Hà Trung Lan. Chúng ta không cần đích thân ra tay, bởi vì Trân Nhi đã tìm được một người, chỉ cần người này khai rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ thành công gấp bội. Quan trọng hơn là người này biết nội tình Ân Nhu bị giết. Là người nào? Đó là Uông Ti Thiện ở Thượng Cung Cục. Ta muốn gặp riêng người này. Uông Ti Thiện, hôm nay ta gặp riêng Khanh ở đây là muốn Khanh nói rõ cho ta biết đầu đuôi câu chuyện về cái chết năm xưa của Ân Nhu. Thần nhất định biết sao nói vậy, nói hết tất cả. Đối với ta mà nói, chuyện này vô cùng quan trọng. Chỉ cần xong việc, chủ nhân Thượng Cung Cục thuộc về Khanh U Mẫn. Ta muốn Khanh nói cho Linh Lung công chúa biết về sự thật cái chết của Ân Nhu từ đầu chí cuối. Uông Mẫn tham kiến Linh Lung công chúa. Uông Ti Thiện không cần đa lễ. Sao công chúa lại thêm hương dầu trong hoa đăng vậy? Thuần Hy thích hương thơm của hoa tự di, Nhược Thiên thì thích hương thơm của hoa chi tử. Tối hôm nay tôi phải thả hoa đăng bái tế họ. Tôi hy vọng hai hương thơm này có thể giúp họ yên nghỉ nơi chính suối. Trịnh Chiêu Nghi và Cam Gia Lệnh lần lượt gặp nàng, công chúa đau khổ trong lòng là điều khó tránh. Cho nên Uông Mẫn đặc biệt mang chút rượu mật Kim Quốc tới đây, hy vọng giúp tâm trạng của công chúa bình phục. Ban đêm ngon giấc. Uông Ti Thiện có lòng quá. Công chúa không che là được rồi. Tài nghệ ngâm Kim Quốc của Uông Mẫn so với vị đồng hương Ân Nhu của công chúa thật sự thua xa lắm. Thật ra Ân Nhu không phải là đồng hương của tôi, đó là tỷ tỷ của tôi. Lúc đó tôi vì thuận tiện điều tra nên lấy lý do tìm kiếm đồng hương che giấu sự thật với cô. Tôi xin lỗi. Người phải xin lỗi là thần mới đúng. Thật ra hôm đó được phép xuất cung, thần đã thả một bức thư định nói cho công chúa biết sự thật về chuyện của Ân Nhu. Nhưng sau đó mọi người giúp thần ở lại, thần vì sự yên ổn của bản thân
cho nên cuối cùng đã đốt bức thư đó. Có nghĩa là cô biết cái chết của tỷ tỷ tôi. Lần cuối cùng thằng nhìn thấy Ân Nhu là trước cửa Tư Thiện phòng. Đúng ra hôm đó không phải ngày trực của cổ, nhưng thằng lại bắt gặp cổ xách theo giỏ đồ ra ngoài, nói là mang canh tới điện Thiên Thu cho Thái Bình công chúa. Sau đó thì không rõ tung tích của cổ nữa. Thần nhiều lần thám thính mới biết thì ra cổ bị giam trong lao phòng. Tôi cũng phát hiện sư cá do tỷ tỷ quả trong lao phòng. Khi thần vào lao phòng thăm hỏi Ân Nhu, cổ đã bị Trần Nội Thị giải đi rồi. Giải đi đâu vậy? Hình phòng. Thần và Trần Nội Thị cũng có chút giao hảo. Sau khi nhiều lần gặng hỏi, ông ta mới chịu nói thật cho thần biết. Ông ta nói công chúa Thái Bình phát hiện trong chén canh do Ân Nhu mang tới có độc. Lý nào tỷ tỷ của tôi lại hạ độc Thái Bình công chúa chứ? Di hậu đã kêu Ân Nhu mang đi. Trong quyển ghi chép ngâm kim quốc của tỷ tỷ có nói, chỉ cần hoàn thành xong chuyện này sẽ có thể xuất cung đoàn tụ với tôi. Thì ra là chuyện này. Sau đó Thái Bình công chúa còn dùng nghiêm hình tra hỏi Ân Nhu. Tội nghiệp Ân Nhu chịu cảnh đánh đập, tan xương nát thịt, cuối cùng tắt thở mà chết. Hôm đó cho mượn Thanh Thượng Phương trảm mã kiếm này, loại bỏ được một tai họa di hậu, nhưng lại chiêu dụ một con sói rừng Lý Long Cơ. Kiếm đã trả về trong tay công chúa. Công chúa có thể nắm bắt cơ hội quyết thắng ngàn dặm. Linh Lung công chúa xin dừng bước. Được rồi, lui ra. Linh Lung công chúa nôn nóng không thể đợi, hình như có chuyện rất quan trọng tới tìm bổn cung. Đêm mùng 7 tháng 2 năm Cảnh Long thứ 3, nữ sử ti thiệu phòng Ân Nhu phụ mệnh mang canh tới điện Thiên Thu, bị công chúa phát hiện trong canh có độc. Chắc chắn công chúa còn nhớ đến chuyện này. Năm xưa Di hậu vì độc chiếm đại quyền, cả gan hạ độc bổn cung. Cũng may bổn cung phát hiện kịp thời, tránh bị đầu độc. Nếu công chúa biết tất cả đều do Di hậu gây ra, tại sao còn hạ độc thủ bắt Ân Nhu mang canh tới xử tử? Chỉ là một tên nữ sử cả gan mang canh độc tới, bổn cung sai Trần Nội Thị giải ả đi xử quyết, có gì không ổn chứ? Có gì không ổn? Công chúa có nghĩ hay không, Ân Nhu chỉ phụ mệnh hành sự, hoàn toàn không biết mưu kế của Di hậu. Công chúa có nghĩ hay không, rất có thể cổ chỉ bất đắc dĩ có nỗi khổ riêng. Bổn cung đường đường là Trấn Quốc Thái Bình công chúa, công việc bề bộn trăm công ngàn việc, cần gì quan tâm đến nỗi khổ của một nữ sử nhỏ nhoi. Trái lại bổn cung không hiểu, tại sao cô lại vì một nữ sử đã chết bấy lâu tới đây lớn tiếng hỏi tội bổn cung? Bởi vì đó là tỷ tỷ của tôi. Vậy thì đành coi như cổ không may, không quyền không thế thì phải mặc cho người ta quyết định. Đó chỉ là một nữ sử nhỏ nhoi. Nữ sử cũng là người, không phải là đất cát dưới chân công chúa, không phải là cỏ dại gian đường. Cho dù giữ ngôi công chúa cũng không nên tùy ý tàn phá, cướp đoạt mạng người như vậy được. Trong mắt của bổn cung, bọn chúng cũng như đất cát, thấp như cỏ dại. Tỷ tỷ của cô bị Di hậu lợi dụng gây bất lợi cho bổn cung, nên chết là rất đáng. Công chúa mất hết lương tâm, nhẫn tâm độc ác, công chúa mới chết rất thích đáng. Hỗn láo, lập tức câm miệng cho bổn cung. Tôi còn chưa nói xong, loại người tự tư tự lợi nham hiểm độc ác như cô chỉ vì mục đích bất chấp thủ đoạn, chỉ cần cản trở cô thì cô lập tức tiêu diệt luôn cả cháu gái của cô Trịnh Chiêu Nghi. Cô cũng bất chấp đổ qua cho cổ lấy lúc dụng trộm, dùng mạng người đổi lấy tư lợi của riêng mình. Cô không nghĩ tình thân, phản bội người thân, tán tâm bệnh hoạn, quê thói hung tàn. Bây giờ ta sẽ giết ngươi trước. Ngươi đại náo điện Thiên Thu, sỉ nhục bổn cung, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chỉ là một công chúa sắc phong không biết nặng nhẹ. Trong mắt cung bổn cung, luôn cả các bộ ngươi cũng không bằng. Bổn cung chỉ cần nhíu mày đã có thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Cô lại muốn mua chuộc mạng người, lạm dụng tư hình. Sai. Thanh này của bổn cung là Thượng Phương Trảm Mã Kiếm, muốn giết người nào cũng có thể đường đường chính chính tiền trảm hậu tấu. Bây giờ tại ngươi tự tìm cái chết, không liên quan đến ai. Dừng tay. Nếu như cô chảy một giọt máu, mất một sợi tóc, tôi bắt cô tự gánh hậu quả đó. Bốn cô muốn xử quyết Linh Lung, chừng nào đến lượt ngươi lên tiếng. Nếu như cô muốn giết cổ, cứ giết tôi trước đi. Chỉ vì một công chúa sách phòng nhỏ nhoi, luôn cả sinh mạng của mình ngươi cũng bất chấp. An nguy của cổ quan trọng hơn tính mạng của tôi. Nếu công chúa nhất định phải giết người để trút giận thì dùng kiếm đâm chết tôi. Nhưng cô nên suy nghĩ kỹ, Thanh Thượng Phương Trảm Mã Kiếm này có thể diệt gian thần, trảm nghịch tặc, nhưng có thể giết hoàng tử, trảm long duệ không? Hôm nay cô buông tha cổ, tôi còn suy nghĩ giúp cô một phần sức. Bằng không, người quyền đều mất, thất bại nặng nề.
Bấy lâu muội cứ nghĩ huynh là cô nhi, là bá tánh, chưa bao giờ muội nghĩ huynh là Long Duệ, là hoàng tử. Bản thân huynh nằm mơ cũng không dám nghĩ thân mẫu của huynh lại là Túc Minh hoàng hậu. Huynh biết thân phận này hồi nào vậy? Lúc Chân Nghiêm đại sư vào cung huynh mới biết. Sao lúc đó huynh lại không nói cho muội biết? Nếu như hôm nay không tại Thế Bình công chúa dùng kiếm uy hiếp muội, huynh chẳng thà suốt đời cũng không nói cho muội nghe. Bởi vì bí mật này ẩn chứa những tranh giành quyền thế điên đảo triều đình, thánh thượng và công chúa như lửa với nước. Bây giờ huynh đứng giữa cả hai, cùng là hai lớp băng quả, nguy cơ trùng trùng, đại quyền trước mặt, lòng người khó đoán, bất kỳ ai cũng có khả năng bị danh lợi quyền thế phân tán, dẫn tới ác quả. Càng nhiều người biết bí mật này thì càng có nhiều người đối mặt với nguy hiểm. Huynh không muốn muội bị bất kỳ liên lụy gì. Hẹn chi lần trước huynh đòi đưa muội ra khỏi hoàng cung, quy ẩn sơn lâm, thì ra là vì lo cho an toàn của muội. Những chuyện có lợi cho muội, huynh chấp nhận băng đèo vượt suối. Những chuyện có hại cho muội, huynh tuyệt đối không làm. Sự thể bây giờ, mọi chuyện chúng ta phải cẩn thận, ăn nói thận trọng. Còn phải đồng lòng bên nhau. Chỉ cần có thể cùng muội rời khỏi Thâm Cung, huynh sẽ bất chấp tất cả. Chỉ cần có thể rời khỏi bình an, cuộc sống bình dị là kết quả tốt nhất. Muội từng nói trời giúp người hiền mà, chúng ta nhất định phải tu thành chính quả. Tham kiến công chúa. Trương Thượng Cung miễn lễ. Trương Thượng Cung vốn là nguyên lão thất triều, bấy lâu bổn cung hết sức kính trọng. Đã trải qua 7 triều mà vẫn sừng sững đứng vững trong Thâm Cung, bổn cung rất muốn biết nguyên nhân là gì. Công chúa quá lời. Huynh Hương phận là tôi thần, chỉ biết an phận thủ thường, tuân thủ mệnh lệnh. Nhưng mưa gió thay đổi, thời cuộc biến chuyển, trong cung sẽ xảy ra biến cố, trong ngoài hoàng cung sẽ cảm thấy bất mãn với thánh thượng. E rằng Trương Thượng Cung cũng không thể giữ thân trong sạch đứng ngoài chuyện này. Chuyện ngoài cung Huỳnh Hương không biết gì hết, nhưng mà trong hoàng cung này Huỳnh Hương chưa bao giờ nghe có người buông lời than oán thánh thượng. Cho nên mới kêu bà làm mưa làm gió tạo ra tin đồn. Chỉ cần Trương Thượng Cung đồng ý phối hợp làm cho cung nhân than oán khắp nơi thì có gì khó. Công chúa muốn Huỳnh Hương tung tin đồn trong Thâm Cung sao? Trương Thượng Cung không cần đích thân tung tin, chỉ cần thông báo bốn ti của Thượng Cung cục đổ dầu thêm lửa đối với những tin đồn trong cung. Vậy thì bổn cung tự có cách làm cho hậu cung rối ren, âm thanh bất mãn. Đến lúc đó, các người sẽ là công thần giúp Lý Đường dẹp loạn phản chính, hỗ trợ tân đế đăng cơ. Có lẽ Trương Thượng Cung cũng biết rõ, Long Duệ của Túc Minh Hoàng Hậu mới chính là chính thống của Đại Đường. Đương kim thánh thượng chỉ là con thứ phi, không có tư cách đăng lên ngôi báo. Bổn cung lo cho quốc vận Đại Đường, tất cả quyết định cần phải lấy lợi ích của Lý Đường làm đầu. Trương Thượng Cung đây thân là chủ của Thượng Cung cục, an nguy của một cục bốn ti cùng tất cả mọi người đều nằm trong tay của bà. Huỳnh Hương đơn thân một mình, tất cả hành động thật sự không nên liên lụy đến người của Thượng Cung cục. Bổn cung chỉ muốn dùng người tài năng thôi. Nếu giúp được thì ở lại sẽ được trọng dụng, nếu không giúp được thì bỏ cũ đổi mới. Thay triều đổi đại là điều tất yếu. Trương Thượng Cung trải qua 7 triều thay đổi, quen thấy sóng to gió lớn, tin chắc bà cũng hiểu rõ làm sao giữ thân bình an trong sóng gió nguy nan. Tên đã nằm trên cung không thể không bắn. Trương Thượng Cung có thể trải qua 8 triều hay không, trên dưới Thượng Cung cục có thể bình an vô sự hay không, tất cả đều tùy thuộc Trương Thượng Cung làm sao quyết định. Bây giờ Thái Bình công chúa không cho chúng ta lựa chọn, chỉ cần chúng ta đi sai một bước chắc chắn hối hận không kịp. Tình thế bây giờ thật sự khó lòng suy đoán, nhưng trên đời không có đường không thông suốt, chỉ có người nghĩ không thông thôi. Lần nào cũng bị ép cuốn vào sóng gió dữ dội, thực tế không được chọn an phận thủ thường hay là bình bộ thanh dân. Năm xưa Di Hậu loạn chính, Du Khống trung thần, mưu triều xoán ngôi, thái tử âm mưu bức cung ra tay dẹp loạn, nhưng cuối cùng thất bại chết thảm. Ti Chế bị liên lụy xử tử, trước khi chết đã căn dặn tôi. Thâm cung ẩn chứa công tâm kế, ta giữ mạng ta. Nào ngờ vừa vào cung khó tự quyết, mạng của chúng ta từ lâu đã không cho chúng ta tự làm chủ.
Thiên tai khó đoán nhưng quả khó lường. Trước giờ ăn nói thận trọng như tôi vẫn vô cớ chịu tội. Cho nên mới nói trời xanh dễ thấy, minh quân khó tìm. Nhưng bão táp sắp tới, nguy nan trước mặt, qua trái hay qua phải, tiến lên hay lùi lại, giá nào chúng ta cũng phải tìm đối sách, có cách ăn nói. Kết quả cuối cùng không ai biết rõ, cũng không tài nào đoán. Làm người, làm thần, chỉ cần tự hỏi lòng mình, trung thành trách nhiệm. Trương Thượng Cung, người từng nói chúng ta một cục bốn ti, đồng thanh đồng khí, tương trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, vượt qua quạng nạn, sắt đá cũng mòn. Chúng tôi xin đi theo Trương Thượng Cung đối diện nguy nan. Quyết định của Trương Thượng Cung cũng là quyết định của chúng tôi. Tốt, Thượng Cung cục trên dưới một lòng, mưa gió không đổi. Hy vọng trời cao có mắt, cản được cuồng phong. Nhậm tướng quân, lúc nãy tôi đã tuần tra, binh lính của Vũ Lâm quân ở Thừa Thiên Môn, Bách Phúc Môn, Quy Vũ Môn đều có biến động. Tất cả đều đổi thành thuộc hạ của Lưu Tử Kỳ. Lưu Tử Kỳ là người của Thái Bình công chúa, có khi nào... Đúng vậy, Thái Bình công chúa đã âm thầm chuẩn bị. Tôi còn nhận được tin công chúa đã vận chuyển một lượng lớn binh nhẫn thiết giáp vào điện Thiên Thu. Bên ngoài cũng lần lượt có tư binh tập kết, còn đổi hết các cửa cung thành người của mình. Rõ ràng là muốn nội ứng ngoại hiệp, âm mưu tạo phản. Giờ rồi bệ hạ triệu tôi diện kiến, nói rõ hiện giờ Giang Sơn đại đường như là mảnh chỉ treo chuông. Bệ hạ lo lắng nếu ngay lúc này Thái Bình công chúa nhận được sự hỗ trợ Long Duệ Nhi huynh sẽ càng có danh nghĩa ra tay hơn. Vậy bệ hạ có dự tính gì không? Tôi tìm huynh là muốn bàn bạc chuyện này. Vì Giang Sơn đại đường, vì bá tánh thiên hạ, bệ hạ dự định bắt huynh đẩy vào chỗ chết. Cho nên huynh quyết định đầu quân Thái Bình công chúa. Tình hình bây giờ hết sức bức bách, nên phải đập niêu đắm thuyền, không còn cách nào khác. Cách này giống như lên núi đao xuống chảo dầu. Bè phái của Thái Bình công chúa tất cả đều không phải là thiện nam tín nữ. Hơn nữa, họ thực sự đáng tin cậy sao? Quân tin Nhậm tướng quân. Quân và quân ấy là hảo huynh đệ giàu sinh ra tử. Quân tin từng lời nói cử chỉ của quân ấy không phụ trời đất, không phụ lương tâm. Cho dù quân không có ý tham gia vào tranh giành ngôi báo, nhưng quả thật trên người của huynh đang mang dòng máu của đế thất. Sự thể bây giờ chỉ còn cách liều thử một phen. Cho dù huynh có quyết định gì, muội cũng tán thành và cũng ra sức ủng hộ. Muội muốn ủng hộ huynh, không muốn huynh có mối lo về sau thì phải hứa với huynh một chuyện. Tờ này chính là bản đồ tuần tra của Vũ Lâm quân. Lỡ huynh có bất trắc gì, muội dựa theo tuyến đường đã chỉ ở trong bỏ trốn, sẽ không bị ai phát hiện đâu. Lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng muội ngang ngược bướng bỉnh với huynh. Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Nếu huynh không muốn muội có chuyện thì bình an vô sự quay về gặp muội. Huynh từng nói chỉ cần có chút bình an ở đây, huynh sẽ bình an vô sự trở về. Muội sẽ luôn giữ nó bên mình, đợi huynh ở trong cung. Huynh còn nói chúng ta nhất định sẽ cùng nhau xuất cung. Huynh từng nói muội thích phiêu bạc, huynh sẽ cùng muội lang bạc chân trời. Muội thích ổn định, huynh sẽ dựng một túp lều cho muội. Những gì huynh đã hứa với muội nhất định phải làm được. Huynh hứa với muội, huynh nhất định sẽ làm được. Huynh sẽ dẫn muội xuất cung, cùng muội chung sống trọn đời, trăng long đầu bạc. Huynh đã hứa với muội thì không được nuốt lời. Hoàn toàn thật lòng, lời hứa ngàn vàng. Mọi việc cẩn thận. Thông lâu khắp thiên hạ chỉ mặc lòng, mang kiếp thiên sĩ cao chi phàn lòng. Như trầm nhẹ cân sinh dỗ, cân cân sáng chi mây mẫn đó. Thần tham kiến công chúa. Lần này Hà Trung Lan hẹn gặp bổn cung, xem là đã suy nghĩ kỹ và có quyết định rồi. Lần trước công chúa căn dặn thần, thần suy đi nghĩ lại, cảm thấy lời nói của công chúa đích thực rất có lý. Thần muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ tình yêu thì phải chọn cành mà đậu. Và công chúa đây chính là cành tốt nhất của Hà Ly. Cành tốt của ngươi chẳng phải là Lý Long Cơ chính trực bất khuất như ngươi đã nói sao? Sự tồn tại của thần đối với thánh thượng mà nói chính là trở ngại, nhưng đối với công chúa mà nói thì giá trị vô cùng.
Chỉ cần công chúa bảo đảm máy này thành công, giúp thần rút lui an toàn, bảo vệ Linh Lung công chúa không chút tổn thương, vậy thì thần cũng xin bảo đảm sẽ liên kết chặt chẽ với cô cô. Đặt điều kiện với bổn cung sao? Được. Vậy ngươi có bằng chứng gì chứng tỏ ngươi thật lòng đầu quân với bổn cung? Thần đánh cắp được một bức mật hàm do Quách tướng quân ở Khách Châu gửi cho hoàng thượng. Quách Nguyên Chấn tướng quân từ thời kỳ Võ Hoàng đã được trọng dụng vô cùng. Ông ta là danh tướng tam triều, nắm giữ trọng binh. Đại quân đã sẵn sàng, binh nhẫn đợi phát, góp công với bệ hạ, thước kiệu đã xây. Tiên phát chế nhân, hậu phát chế y nhân. Thước kiệu đã xây có nghĩa là gì? Có lẽ là ngày 7 tháng 7 là lễ thất tịch. Lý Long Cơ làm sao tiên phát chế nhân đối phó bổn cung? Từ khi thánh thượng biết thân phận thần là hoàng tử đến nay, liền coi thần như gù ở trên lưng, gai ở trong mắt. Những chuyện cơ mật quan trọng này thần làm sao biết rõ mồn một chứ? Vậy ông làm sao biết có mật hàm này chứ? Cho dù thánh thượng coi tôi là người ngoài, tôi cũng còn nhậm tướng quân coi tôi như huynh đệ. Còn huynh đệ này của ngươi đã tiết lộ tin tức gì cho ngươi biết? An phận thủ thường, sóng gió không nổi, gian nan ách trừ. Thánh thượng đã nắm chắc sẽ tiêu diệt công chúa, củng cố ngôi báo, căn dặn thần không được lay động. Sao ngươi vẫn lựa chọn đầu quân của bổn cung? Cho nên thần muốn biết công chúa có kế sách đối phó nào hay không, bảo đảm an toàn cho thần và Linh Lung công chúa. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Bổn cung đã chuẩn bị xong kế hoạch đồ lâm rồi. Chỉ cần kế hoạch thành công, Lý Long Cơ sẽ thất sủng với Thái Thượng Hoàng, thất tinh với bá tánh thiên hạ. Đến lúc đó, chúng lâm vào đường cùng, chỉ còn cách chết. Có hứng thú nghe kế hoạch của bổn cung không? Đương nhiên muốn. Kế hoạch của bổn cung chính là nghịch chuyển càn khôn, nhất cử đồ lâm. Muốn kế hoạch thành công, ngươi nhất định phải chết. Cho dù ngươi thật lòng đầu quân hay là giả bộ thám thính, kết quả của ngươi đều như nhau. Bởi vì từ lâu bổn cung đã thay đổi ý định. Ngươi là một người chết càng có ích hơn so với một người sống. Cuộc trước mắt đã định, bây giờ quan sát sơn hà động, ngồi ngắm phong dân biển, xử lý thi thể của Hạ Ly trước, rồi gửi mật hàm truyền lệnh, tất cả lực lượng cả trong lẫn ngoài làm theo kế hoạch. Đỉnh cao chót vót sao Võ Hoàng, vượt trội bất phàm hơn Di Hậu, duy ngã độc tôn là Thái Bình. Cái bổn cung muốn ngồi không phải là phụng ỷ mà là long tọa. Tham kiến bệ hạ. Bình công chúa có tin tức gì không? Vừa mới nhận được cấp báo, lực lượng của công chúa chia làm ba ngã, từ Đinh Châu, Bồ Châu, Ô Châu kéo tới, đang tập hợp ở Đồng Quan bên ngoài thành Trường An. Thôi thực đã xuất cung tiếp ứng. Vậy tình hình bên chúng ta thế nào? Càng lúc càng xuất hiện nhiều nội gián của công chúa, không ngờ luôn cả đại tướng quân của Vũ Lâm quân từ Nguyên Gia và Lý Từ cũng quay gần mũi giáo đầu quân công chúa. Thế lực bên ngoài không phải không có cách cứu vãn, có Tống Dương trấn giữ, phản đồ không dám hành động hồ đồ. Địa điểm quyết thắng dù sao cũng ở trong cung. Tiếp theo sao? Chúng ta phải hết sức cẩn thận, nửa bước cũng không được sai lầm. Sóng gió biến chuyển, thời cuộc lay động, trong điện thái cực sẽ đoạt long tranh thiên, ai thắng ai bại chỉ trong một trận.
Linh Lung công chúa. Tham kiến hoàng hậu. Nhìn thấy đồ của Linh Lung, hình như đã trút bỏ ngăn cách với bổn cung. Hoàng hậu hiểu lầm rồi. Thực tế Nguyên Nguyệt đối với hoàng hậu không phải là ngăn cách, mà là oán hận. Hoàng hậu là bạn hay thù, Nguyên Nguyệt biết rõ trong lòng. Thâm cung cấm diện làm gì có chuyện bạn thù. Ở đây vừa không có bằng hữu mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Giống như cô và ta trải qua nhiều chuyện, cũng chỉ là vì cùng một lợi ích, cùng một con đường. Hoàng hậu làm chuyện này là vì lợi ích, vì tư dục. Nhưng Nguyên Nguyệt làm vì thiên lý, vì công lý, vì muốn giúp Hạ Ly hoàn thành ước nguyện thiên hạ thái bình. Dù sao chúng ta cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau, nhưng lần này đi chung một con đường sẽ là lần cuối cùng của chúng ta. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải cùng chung kẻ thù. Hoàng hậu yên tâm, Nguyên Nguyệt hiểu rõ kẻ thù trước mặt quốc sự quan trọng. Cho dù chúng ta có bao nhiêu ân oán, Nguyên Nguyệt cũng có thể tạm thời gác lại, cùng hoàng hậu nhất trí đối ngoại. Cho dù giữa ta và cô không thể vui vẻ xóa hận thù, nhưng trận chiến này chúng ta nhất định phải liên kết với nhau, bởi vì chúng ta không còn đường lui, chỉ có thể quyết trận sống mái. Nguyên Nguyệt hiểu. Cho nên bây giờ Nguyên Nguyệt phải đi gặp họ để tích tụ lực lượng cho hành động lần này. Bổn cung cũng có việc cần bàn, đứng trong đại điện nhất định phải đồng loạt thành công, trợ long tranh thiên. Đại đề quang phai, sợi chỉ trống trung quay, kim đôi chay, khai qua liên say. Ý xuân sâu mộng say, miền cười si khói, trong bì đô xâm gây, chỉ bì hơi yếm sức hơi ngày, dưới xâm công quá nặng tay. Mày cầu yết xâm mô quay, phản hóa xâm ba kiên tay, chỉ hằng yết si mô quay. Xưng hô vạn tuế, danh nghĩa bệ hạ, người hổ thẹn đón nhận. Danh không chính, ngôn không thuận, ngụy đạo nghĩa giả nhân chính, có tài đức gì mà thiên thu vạn tuế? Bên trong đại điện, đứng trước triều đường, ai cho ngươi coi thường kỷ cương, lớn tiếng quát đạt? Ngươi báo cho thiên mệnh truyền ban, bá tánh hướng theo. Ngươi vừa không phải là chính thống đích hệ, cũng không được lòng dân trong thiên hạ. Ngươi hổ danh lên ngôi báo, hổ danh ngồi ngôi vua. To gan, ngươi xông vào đại điện, miệt thị triều đường, buông lời phạm thượng, ngỗ nghịch quân chủ, bất trung bất kính, xét tội tru di. Bổn cung thân là trấn quốc thái bình công chúa, trung với giang sơn muôn dân, kính với liệt tông đại đường. Bổn cung quyền cao chức trọng, không đâu có thể đuổi thiếu đế Lý Trọng Mậu rời khỏi ngôi báo. Hôm nay cũng có thể trục xuất ngươi khỏi triều đường. Bại triều cương, bại quốc thể, ngươi không sợ sử sách ghi lại tiếng xấu ngàn đời của ngươi sao? Hôm nay trong đại điện này, sử quan tề tựu, ta muốn coi ngươi dựa vào đâu mà phạm thượng làm loạn, buông lời ngông cuồng. Dựa vào ngươi không được lòng người ở trên dưới triều đường này. Muôn ngàn bá tánh than quán khắp nơi, trung thần hiền tướng đã liên kết trình thư kể tội ngươi đoạt đích làm vua, hỏa loạn triều chính. Cái gọi là trung thần hiền tướng mà ngươi nói cũng có thể là loạn thần tặc tử, bại hoại triều cương. Ngươi mới là thủ phạm thật sự hại dân hại nước. Ngươi sỉ nhục trung thần, đảo lộn trắng đen, mất hết nhân tính, tán tận lương tâm. Bởi vì ngươi giết hại Long Duệ. Hùng lão, hôm nay ngươi buông lời cuồng ngôn, ắt có thành sự ghi chép. Ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Ta cũng muốn coi ta là tội nhân thiên cổ hay là ngươi tiếng xấu ngàn đời. Khiêng bằng chứng vào điện. Thank you.
gan. Triều đình Nguyên Nhạc là nơi linh thiêng, cả gia khiến quan tài vào điện, ô uế vinh hoa của tổ tiên, xâm phạm thiên quy của đại đường. Dung túng một kẻ nhẫn tâm máu lạnh chiếm đoạt Long Ngai, cai trị thiên hạ, mới là hổ thẹn với Liệt Tông, chà đạp thiên quy. Có lẽ các vị cũng còn nhớ, năm xưa khi Túc Minh Hoàng hậu bị xử tử, đang mang Long Duệ chuẩn bị lâm bồn, trời cao thương xót, chẳng những Long Duệ năm xưa có thể chào đời, còn khôn lớn thành người. Đó chính là Trung Lăng Long Vũ Quân Hà Ly. Nhưng bây giờ Hà Ly đã bị hạ độc thủ, ôm hận ra đi, và kẻ nhẫn tâm giết hại hắn chính là Lý Long Cơ đang ngồi trên ngôi báu. Công chúa, cấm đi triều đường, không cho phép công chúa liên tiếp buông lời ngông cuồng, tìm cách vu khống, muốn cung dẹp loạn phản chính, trừ hại cho dân. Trong quan tài này, Long Duệ đại đường vẫn chưa nhắm mắt. Trên ngôi báu này, tiểu nhân gian nịnh ngang nhiên cai trị Giang Sơn. Hôm nay bổn cung phải phế thiên tử, giữ Giang Sơn. Ngươi chính là thủ phạm đích thực gieo họa cho Giang Sơn, chỉ dựa vào một cái quan tài, ngươi nghĩ có thể lung lạc xã tắc đại đường ta sao? Trong quan tài này là người hay ma, ai có thể chứng minh cho ngươi? Mắt thấy tai nghe, bổn cung sẽ bắt ngươi hết được chối cãi. Khai quan. Bốn cung muốn văn võ trong triều nhìn thấy chứng cứ người giết Long Duệ hại hoàng tử. Gieo ác, trời ác chu diệt. Kẻ hại người, ác sẽ hại mình. Hà Lý, vì Giang Sơn đại đường, vì bá tánh thiên hạ, bệ hạ dự định bắt huynh đẩy vào chỗ chết. Bởi vì chỉ có cách đẩy huynh vào chỗ chết trước, sau đó mới có thể hồi sinh. Bệ hạ muốn huynh tới điện Thiên Thu đầu hàng. Đội ứng của chúng ta là Tần Què. Hôm đó điện Thiên Thu, chắc chắn cô tưởng tôi đã bị thương nặng, chắc chắn sẽ chết. May mắn nhất là Tần gia lệnh quay ngược mũi dao, dùng một cây chủy thủ để sửa đổi qua mặt mọi người. Tần Què, ngươi! Cải tà quy chính, dẹp loạn phản chính. Tần Què, nghĩa bất dung từ. Tần Què cũng có thể chứng minh, ngươi muốn mượn cái chết của Hà Ly điên đảo triều đình, tiếp tục thời đại Hồng Trang. Tội lỗi của công chúa không chỉ như vậy, công chúa còn tập hợp binh mã, âm mưu binh biến, thừa cơ làm loạn, ý đồ tạo phản, còn tung tin đồn, nói xấu bệ hạ, kết bè kết phái, nhiễu loạn triều đường. Không chỉ triều đường, còn có hậu cung. Thái Bình công chúa dụ dỗ ép buộc, dùng lời đe dọa, khuấy động lòng người, hòa loạn hậu cung. Tất cả tội lỗi, một cục bốn ti có thể làm chứng. Được, các khanh hãy đem tội lỗi của công chúa công khai ra ngoài. Tuân chỉ. Thái Bình công chúa từng dùng tính mạng của trên dưới thượng cung cục uy hiếp bắt chúng thần làm mưa làm gió trong hậu cung, nói xấu bệ hạ. Anh nói ngông cuồng. Trương Quỳnh Hương to gan, cả gan đặt điều dựng chuyện với bổn cung. Thần nói đều là sự thật, không có gian dối. Trung thần trên dưới thượng cung cục đối mặt với tội lỗi hại dân hại nước, tuyệt đối không nối giáo cho giặc. Công chúa không chỉ dùng lời ép buộc, còn nhiều lần tra hỏi những vật ngự dụng của võ hoàng năm xưa. Cho dù là chất liệu y phục, đường vân hình vẽ, đều lần lượt dò hỏi thần. Còn hỏi thần kiểu trâm cài của võ hoàng, trọng lượng bảo ngọc, tự đặt trâm cài cho bản thân. Và tiếp vật dụng võ hoàng từng dùng, bài trí bình phong, tất cả đều phải trình báo chi tiết với công chúa. Tất cả thiện thực năm xưa của võ hoàng, thực đơn ngự dụng, đều bắt thần trình lên đầy đủ. Đứng trong triều đường chiêu quân thần, bên trong hậu cung phân gia giới, ngươi cả gan mạo phạm tiếng Việt, ý đồ muốn trở thành Hồng Trang đế vương thứ hai. Âm mưu tạo phản vốn là đại tội, ai cho các người ăn nói khoác lác, vu khống bổn cung? Bằng chứng ở đâu? Bằng chứng ở đây. Ngươi ẩn chứa hoại tâm, phản nghịch tôi thần, tự làm long bào, điên đảo giang sơn,